Trên một cây mít chanh gai thì thường có rất là nhiều trái. Lên đến hàng chục trái, hàng trăm trái như thế này. Và khi cắt tỉa trái thì ta chú ý ước lượng xem một cây về độ lớn như thế này thì để được bao nhiêu trái. Như cây này, ví dụ là cây này thì tôi chỉ để lại 3 trái. Và chúng ta cắt hết những trái không cần thiết như thế này. Và một điểm chú ý nữa là chúng ta chừa lại 3 trái nhưng mà thuộc 3 thế hệ khác nhau. Ví dụ như trái này là một trái to nhất. Khi thu hoạch ta sẽ cắt trái này thu hoạch trước, sau đó đến một trái nhỏ hơn. Và sau đó đến một trái nhỏ hơn nữa, nó thuộc thế hệ sau cùng. Chúng ta chú ý là không để 3 trái mà cùng một thế hệ, khi đó nó sẽ cạnh tranh dinh dưỡng lẫn nhau. Để như thế, khi thu hoạch xong 3 trái mà ta chừa lại thì sẽ đến lúc ta sẽ thu hoạch những trái nhỏ hơn như thế này. Và một điểm chú ý nữa là ta để lại những trái mà cách xa mặt đất. Xa mặt đất cao hơn mặt đất từ 5 đến 7 tấc cho đến 1,5 mét đổ lại, và những trái nằm trong thân cây để ta dễ kiểm soát sâu bệnh và vừa tầm để chúng ta theo dõi.